Đứa con tội lỗi. Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, tội gây tai nạn nghiêm trọng khi tham gia giao thông, 5 năm tù giam. Con ơi, con! Các phạm nhân sau đây theo tôi ra gặp người nhà. 1. Anh Nguyễn Văn Bảy. 2. Anh Trần Hữu Quý. 3. Anh Nguyễn Tiến Thành. Mọi người khẩn trương, thời gian có hạn. Đã 1 năm rồi, từ ngày bước chân vào đây, ba mẹ tao chưa đến thăm tao lần nào. Chắc họ quên tao rồi. Cha mẹ làm sao quên được con cái? Có lẽ họ bận gì thôi. Bận gì đến mức ấy? À, mà cũng gửi được một bức thư đấy. Người gửi, mẹ Phạm Thị Hoa. Có thư là tốt rồi còn gì? Tốt cái con khỉ, mày mở ra mà xem. Sao? Sao lại chỉ có tờ giấy trắng thế này? Thế đấy, chắc là thư tuyệt giao. Ông bà già không còn gì để nói với tao nữa. Bắt người khác làm việc như thế này, ăn được có bát cơm thì chịu sao nổi. Tôi cốc làm nữa, các con muốn làm gì thì làm. Lúc nào anh cũng có biểu hiện chống đối, không chịu cải tạo. Hãy theo tôi lên gặp giám đốc. Đi thì đi, sợ gì? Tôi đã đọc hồ sơ của cậu. Thân nhân tốt, chỉ vì một phút sơ suất mà gây tai nạn. Cậu chỉ cần cố gắng cải tạo tốt là sớm trở lại với cộng đồng. Tại sao cậu luôn chống đối lại mệnh lệnh của quản giáo, không tuân thủ nội quy của trại giam? Trở lại cộng đồng làm gì chứ? Ngay đến cả cha mẹ tôi cũng còn chối bỏ tôi nữa là nói gì đến cộng đồng. Tôi giờ chỉ là một thằng bỏ đi, chẳng cần gì cả. Sao phải cải tạo tốt? Sao cậu lại có thái độ bất cần thế? Cậu... Thôi đi, ông không phải dạy đời tôi. Cậu... Phạm nhân Nguyễn Văn Hoàng có người đến thăm. Thăm tôi ư? Hoàng, con. Con trai, con khỏe không? Con ăn uống thế nào? Con cải tạo tốt chứ? Mẹ nhớ con lắm, con trai ạ. Mẹ tới đây làm gì? Kìa con, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã không đến thăm con. Con đừng trách cha mẹ. Tôi nào dám trách ai, đời tôi coi như chết từ lâu rồi. Con đừng nói thế, con cũng biết hoàn cảnh nhà ta. Cha con đau ốm liên miên từ ngày con vào trại, tốn bao nhiêu tiền. Mẹ mà đi thì không có ai chăm sóc. Năm nay lại mất mùa nữa, khó khăn lắm mẹ mới thu xếp được để lên thăm con. Mẹ xin lỗi. Không đến thăm con đã đành, nhưng tại sao ngay lá thư gửi cho con mẹ cũng không viết lấy một dòng? Mẹ có biết nhận được tờ giấy trắng này con đau lòng và tủi hổ như thế nào không? Nó chả khác gì tờ giấy từ con. Giấy từ con ư? Con ơi, con hiểu lầm rồi. Hãy nghe mẹ nói. Mẹ biết cuộc sống trong này con sẽ rất khổ. Cha mẹ không đến thăm con được nên mới gửi thư. Tờ giấy trắng này không như con nghĩ đâu. Nó là tất cả những gì cha mẹ muốn nói với con. Là sao hả mẹ? Ai cũng có lúc lầm lỡ. Cha mẹ chỉ muốn nhắc con hãy quên chúng đi và làm lại từ đầu. Giấy trắng chính là để con viết nên những trang mới, viết nên tương lai của mình con ạ. Con ơi, có cha mẹ nào lại dứt bỏ con? Cha mẹ lúc nào cũng nhớ về con. Ngày đêm mong con trở về, dù không ở bên con. Con nghe mẹ, con ơi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Vâng, nhất định con sẽ làm lại để không phụ lòng ba mẹ. Mẹ tin con sẽ làm được. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa, da láng mịn. Kẻ ăn trộm. Ai chà, gió mát thật. Cứ nằm dưới gốc tre cả ngày thế này thì thích nhất. Cậu Phúc này lười lắm, lâu lâu mới thấy cậu ta đi làm thuê được vài bữa, còn thì chả có nghề ngóng gì.
Ừ, cậu ta cứ kiếm được vài đồng lại ăn hết rồi thôi ấy mà. Ai chà, đói rồi, đi tìm cái gì ăn đã. Nhưng mà hết tiền rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Ông trời đúng là bất công, sao lại cứ phải làm thì mới có cái ăn chứ? Ây da, giá mà có cái nghề nào không cần vất vả nhưng vẫn được ăn sung mặc sướng thì tốt biết bao. Anh Lộc, vào đây uống chén nước cho mát đã. Dạ, cảm ơn cụ, tôi còn có công việc gấp, hẹn mọi người khi khác ạ. Chắc cậu ấy lại vội đi giúp đỡ ai nữa đó. Đúng là trộm cũng có 3-7 loại. Ngày ấy không nhờ cậu ta giúp thì nhà tôi chắc đã lang thang ngoài đường rồi. Trộm ư? Trong làng ai gặp khó khăn bác ấy cũng đều giúp đỡ cả. Trước kia tuy bác ấy là trộm thật nhưng chỉ lấy của nhà giàu bất nghĩa chia cho dân nghèo thôi. Đúng, đúng. Giờ những người giàu quanh vùng này cũng không dám làm điều gì bất nghĩa nữa. Tất cả đều sợ bác ấy ghé thăm. Giờ bác ấy đã mở xưởng gỗ bách lọc to nhất làng mình, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho bà con. Đúng là đem lọc đến cho cả làng. Ừ, đúng vậy. Ăn trộm? Phải rồi, đây đúng là nghề dành cho mình. Vừa không phải vất vả, vừa được ăn sung mặc sướng, lại còn có thể giúp đỡ mọi người, lấy tiếng thơm nữa. Ta phải bái sư học nghệ mới được. Chào các bác, các anh, xin cho tôi gặp bác Lộc chút ạ. À, tôi là Lộc đây, cậu có việc gì thế? Chào bác ạ, à, cháu là Phúc, cháu có việc rất muốn nhờ bác giúp đỡ ạ. À. Ừ, vậy mời cậu vào nhà, chúng ta nói chuyện. Dạ, cháu muốn học nghề của bác ạ. À. Tưởng gì to tát, chứ muốn học nghề gỗ thì cứ đến đây, đích thân ta sẽ dạy cháu. Dạ, dạ, ý cháu là muốn học nghề ăn trộm của bác ạ. À. Cái gì? Cháu muốn đi ăn trộm. Cháu có biết đây là một việc xấu xa lắm không? Không được, ta không đồng ý. Bác dạy cháu đi bác, từ bé cháu đã yếu ớt, không làm nổi việc chân tay nặng nhọc. Chỉ có nghề ăn trộm là cháu làm được thôi, cháu xin bác mà. Thôi được, nếu cháu vẫn muốn thế, ta sẽ dạy cháu vậy. Hay quá, cháu cảm ơn bác. À quên, con cảm ơn thầy ạ. À. Hôm nay, ta sẽ dẫn con đi tập trộm. Mục tiêu là ngôi nhà này. Theo ta, nhìn kỹ, nói nhỏ và tuyệt đối nghe lời, biết chưa? Vâng, thưa thầy. Những người giàu có, họ thường giấu ở trong rương, hòm. Con cầm lấy túi, cho hết đồ quý giá vào trong cho thầy. Vâng ạ. Ờ, gì thế? Tiếng gì thế? Trộm! Trộm! Người đâu? Bắt lấy trộm cho ông! Phải tìm bằng được nó. Bắt được thì đánh chết không tha. Bẩm ông, có dấu chân người trèo ra ngoài, tên trộm đã trốn mất rồi ạ. Hừ, may mà chưa mất gì. Ông mà bắt được á thì mày biết tay ông, đồ trộm cướp. Dạ, trộm, bắt lấy nó. Tại sao thầy lại hại con? Thầy có biết là con đã sợ hãi như thế nào không? Con đã phải chạy trốn như chuột, bị người ta đuổi đến suýt mất mạng đấy. Đây chính là bài học đầu tiên của nghề đạo chích mà thầy muốn dạy con đấy. Làm ăn trộm, con luôn phải sẵn sàng để sống trong đề phòng, sợ hãi tất cả mọi người. Luôn phải trốn chui, trốn nhủi như thế suốt cả đời. Vậy con có muốn thế hay không? Con à, không có nghề nào cho con dễ dàng hưởng thụ được đâu. Nghề bất lương, trộm cướp lại càng không. Nghề làm gỗ của ta tuy vất vả hơn, nhưng chúng ta sẽ được hưởng những thành quả do chính mình làm ra.
sống cuộc sống thanh thản hơn nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Con đã hiểu rồi ạ. Con không muốn sống một cuộc sống như thế đâu. Từ hôm nay, thầy cho con học nghề ở xưởng gỗ thầy nhé. Được rồi, vậy ta bắt đầu học nghề thôi. Vâng ạ. Lãng phí thời gian. Nắng nóng quá. Giờ này chắc tới bến rồi. Này, Lộc, Lộc ơi. Ôi, anh Quân, em chào anh. Em vừa xuống bến xe xong. Hôm nay ở quê lên đông quá. Em bị chèn cho kẹp lép anh ạ. Ừ, quê mình lên đây làm ăn nhiều mà. Bố mẹ ở nhà dạo này khỏe cả chứ? Vâng, bố mẹ em vẫn khỏe. Bố em với bố anh ngày nào mà chẳng pha chè xanh ngồi tán gẫu với nhau. Ừ, hiếm có hai ông hàng xóm nào mà một ngày không gặp nhau là thấy nhớ. Dạo này anh bận nhiều công trình quá. 2-3 tháng nay chưa về thăm nhà được. Thế ạ, bận rộn thì tốt quá rồi còn gì. Em mới học ra, còn non kinh nghiệm. Lại lơ ngơ, lạ nước lạ cái. Có gì anh nhiều dắt em với nhé. Gớm, làm gì mà khách sáo thế. Chỗ anh em thân thiết, bố em đã nhờ anh. Anh nhất định sẽ giúp em hết mình. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, chào hai anh. Hai anh cần gặp ai ạ? Tôi là bên công ty nội thất. Sáng nay có hẹn với giám đốc để khảo sát mặt bằng. Dạ, em có thấy trong lịch hẹn rồi ạ. Mời hai anh ngồi chờ một chút, em đi báo giám đốc ạ. Anh siêu thật đấy. Vớ được cả công trình lớn thế này. Sửa nội thất hết 5 tầng nhà này cũng không phải chuyện nhỏ đâu. Chuyện anh mày kinh nghiệm cũng đã 5-6 năm nay. Chú mày cứ yên tâm, đi theo anh 1-2 năm là lại kinh nghiệm đầy mình ngay. Ở cái đất thành phố này, muốn sống được phải lanh lợi, khôn lõi. Chứ mấy thằng cù lần, thật như đếm thì mãi mãi chỉ theo sau sách dép thôi. Vâng, em nhớ rồi. Dạ, em mời hai anh đi lối này ạ. Chào giám đốc, chúng tôi xin phép đo đạc luôn. Vâng, xin cứ tự nhiên. Số liệu em đã có chi tiết rồi, anh yên tâm, em cam kết sẽ làm kịp tiến độ cho anh. Được, vậy bây giờ ta vào thảo và ký hợp đồng. Vâng ạ. Anh xin lỗi, hai em chờ anh một chút nhé. Dạ vâng, không có gì ạ. Anh siêu quá. Chuyện cứ từ từ, rồi anh sẽ truyền hết bí kíp cho. Đảm bảo sau này em cũng chẳng kém gì anh đâu. Alo, anh ạ, em đang đi rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Dạ vâng, vâng, anh chờ em chút xíu nhé. Có ông khách gọi đến kiểm tra lại công trình cho, bảo trì định kỳ. Nhưng ta còn hợp đồng, ít nhất cũng phải 1 tiếng nữa mới xong, 10 phút nữa sao kịp anh. Thằng em đúng là ngố quá. Việc nào quan trọng hơn thì ta ưu tiên trước. Ông ấy chờ có một lát cũng đâu có sao. Tới muộn cứ nói là tắt đường thì ông ấy cũng phải thông cảm thôi. Không lẽ bắt đền được mình. Ơi anh ạ, giờ ta đi ký hợp đồng chứ ạ. Thôi, cậu đi nhanh qua bên ấy cho kịp. Ta không cần ký hợp đồng nữa. Thế khi nào mới ký hả anh? Anh không ký hợp đồng với bên em nữa. Dạ. Em nói với người ta 10 phút nữa sẽ qua. Ông ấy ngồi đợi. Thay vì nói thật để ông kia sắp xếp làm việc khác trước, thì lại sốt ruột ngồi đợi em. Em đã ăn cắp 50 phút của ông ấy. 50 phút ấy chính là chữ tín, là niềm tin mà em đã đánh mất. Anh xin lỗi, anh còn bận nhiều việc khác. Thế là mất đứt cái hợp đồng này rồi hả anh? Anh có ngờ đâu lại như thế này. Anh cứ tưởng thế là danh lợi, nhạy bén. Nào ngờ... Mà hôm nay theo anh, em cũng học được một bài học đắt giá rồi đấy. Tôn trọng và trung thực với khách hàng. Vâng, em nhớ rồi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý. Vanessa Acne, mụn rời xa, già láng mịn.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.